anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946 tại Thanh Hóa, với kỳ tích vác những hòm đạn nặng 98 kg, nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể của mình cho bộ đội chủ lực bắn máy bay Mỹ xâm lược miền Bắc. Người đã lái 1.400 chuyến đò mỗi năm để chở bộ đội thương binh, đạn dược qua sông Nhật Lệ. Năm 1968, mẹ hy sinh trong một trận bom Mỹ oanh tạc. Frederick Reihus là một sĩ quan quân báo Mỹ tham chiến ở chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ông là người đã giữ lại cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm và mang về Mỹ suốt hơn 30 năm. Đến năm 2005, cuốn nhật ký kỷ vật thiêng liêng của người nữ anh hùng đã trở về với Tổ quốc thân yêu, trở thành một sự kiện chấn động xã hội lúc bấy giờ. Trong một lá thư gửi cho bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Frederick viết: "Thưa bà, và giờ đây thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Con gái bà đã một mình giữa vòng vây của 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn của mình. Cả thế giới này phải biết được về sự dũng cảm của con gái bà và mãi mãi học hỏi được điều gì đó từ tình yêu và những suy nghĩ của chị." Cuộc đàm phán về chiến tranh tại Việt Nam diễn ra tại Paris, Pháp năm 1973. Các nhà báo phương Tây mỉa mai rằng phía Việt Nam đã đưa tới hội nghị cực kỳ quan trọng này một người phụ nữ nội trợ. Nhà báo phương Tây hỏi: "Bà cũng thuộc Đảng Cộng sản phải không?" Đáp: "Tôi thuộc Đảng yêu nước." Quân đội phe bà được gọi là quân giải phóng. Vậy bà cho hỏi giải phóng cái gì và chỗ nào Việt Nam cần phải giải phóng? Chỗ nào Mỹ bắn phá và ném bom xuống thì đó chính là nơi cần phải giải phóng. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom? Người Mỹ có thể thắng Việt Nam không? Người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn, còn sang Việt Nam thì chúng tôi không chắc. Kết thúc cuộc đàm phán, Mỹ đã phải rút toàn bộ quân khỏi Việt Nam. Một tờ báo Thụy Sĩ đã châm biếm rằng nếu nói bà ấy chỉ là một phụ nữ nội trợ thì mấy ông ngoại giao Mỹ chính là gia vị trong căn bếp ấy. Nhà Mỹ Thứ đơn sơ, yên bình, trên tường nhà treo 12 bằng Tổ quốc ghi công và trên bàn thờ hương khói của 9 người con trai Mẹ Thứ. Mẹ Thứ bên mâm có 9 cái bát, 9 đôi đũa dành cho 9 người con của mẹ đã hy sinh. Bức ảnh chụp gây xúc động đối với bất cứ ai nhìn thấy. Thời chiến, vợ chồng Mẹ Thứ cùng con gái đầu bám trụ xóm làng, vừa sản xuất, vừa đào hầm nuôi dấu cán bộ. Hàng đêm, mẹ để ngọn đèn sáng bên bàn thờ làm ám hiệu an toàn cho cán bộ, du kích đi về hoạt động. Vườn nhà mẹ rộng, có 5 căn hầm bí mật, quanh vườn nhà có nhiều cây xanh và cỏ, nuôi nhiều bò để ngụy trang. Lúc an toàn, Mẹ Thứ và các con mở hé cửa hầm để mọi người dễ thở, và khi có động thì lại giả vờ trông coi bò để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm. Hàng trăm cán bộ, bộ đội, du kích được gia đình Mẹ Thứ chở che, chăm sóc. Nuôi con cháu trong cảnh lận đận, đói nghèo như khi Tổ quốc cần, Mẹ Thứ động viên, tiễn các con ra chiến trường. Mẹ Thứ có 12 người con, 11 trai và 1 gái, thì 9 con trai đã hy sinh. Con đầu và cũng là con gái duy nhất, bà Lê Thị Trị là thương binh, cũng được trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khi có chồng và 2 con là liệt sĩ, như vậy gia đình Mẹ Thứ có 12 liệt sĩ. Hiếm có người mẹ nào trên thế giới này mang nhiều nỗi đau và sự hy sinh cho Tổ quốc như Mẹ Thứ. Trong Trung Pháp và Mỹ, Mẹ Thứ lần lượt nhận được 9 giấy báo tử của 9 con trai và nhận tin con rể cùng 2 cháu ngoại hy sinh. Ngày 18 tháng 6 năm 1948, anh Lê Tự Xuyến, chiến sĩ Giao Liên bị Pháp bắn tại đầu làng. Nửa tháng sau, ngày 5 tháng 10 năm 1948, con trai Lê Tự Hàn, anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương. 10 ngày sau, con trai Lê Tự Hàn em ngã xuống trong trận chống Càn. Con trai Lê Tự Lem tròn 20 tuổi hy sinh trong lúc chiến đấu ở huyện nhà vào tháng 4 năm 1954. Trong vòng 6 năm, Mẹ Thứ mất 5 người con, đau thương dồn dập như cứ khi con trưởng thành, mẹ lại động viên tiễn con ra chiến trường. Tháng 9 năm 1966, con trai Lê Tự Nữ hy sinh. Năm 1972, anh Lê Tự Mười và anh Lê Tự Trịnh hy sinh. Năm 1974, anh Lê Tự Thịnh, đại đội trưởng bộ đội ở huyện Duy Xuyên, hy sinh trong lần chỉ huy đơn vị đánh đồn giặc. Con trai cả Lê Tự Chuyển, chiến sĩ biệt động Sài Gòn, hy sinh vào 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngay trên cầu Rạch Chiếc, ở cửa ngõ vào Sài Gòn, chỉ trước vài giờ đất nước thống nhất. Con rể của mẹ là Ngô Tường, chồng của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, bị giặc Mỹ bắt năm bị tra tấn cho đến lúc hy sinh, được công nhận là liệt sĩ. Mẹ Thứ còn có 2 cháu ngoại, con gái của mẹ chị là Ngô Thị Điểu bị giặc Mỹ bắt tra hỏi, hy sinh tháng 8 năm 1970, và Ngô Thị Cúc hy sinh trong lần công tác vào vùng địch hậu năm 1973. Năm 80 tuổi, mẹ Thứ mù đôi mắt, sống với con gái ở quê nhà, sau chuyển ra Đà Nẵng sống cùng con út Lê Tự Tân cho đến khi mất ở tuổi 106 vào ngày 10 tháng 12 năm 2010. Sự mất mát hy sinh của gia đình mẹ Thứ không có bút mực nào diễn tả hết. Vào năm 1998, khi một đoàn khách nước ngoài về thăm mẹ Thứ, một nhà báo, cựu chiến binh người Hàn Quốc đã hỏi mẹ: "Thưa bà, với quan niệm người Á Đông,
con cái là phúc lộc, là tài sản. Khi người con thứ tư, thứ năm tử trận, tại sao bà vẫn tiếp tục động viên những người con khác ra mặt trận? Mẹ Thứ điềm tĩnh trả lời, ở nước tôi, cụ Hồ đã dạy là không có gì quý hơn độc lập tự do. Nên cứ là người Việt Nam, trong đó có các con, các cháu tôi đều sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giành lấy độc lập tự do. Nếu còn chiến tranh, các con tôi, rồi cháu tôi sẽ vẫn tiếp tục ra trận để giành độc lập, tự do, bình yên mà hôm nay chúng tôi đang hưởng. Người cựu chiến binh Hàn Quốc sững người, rưng rưng nước mắt, rồi thấp người xuống, cầm tay xin lỗi mẹ. Lúc mẹ Thứ còn sống, mỗi khi tới kỳ dỗ chạp của các con, hay ngày Tết Nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ, mẹ lọ dọ chống gậy đến bàn thờ thắp 9 ngọn nến, 9 nén hương và xếp 9 cái bát, 9 đôi đũa bên mâm cơm để gọi các con về với mẹ. Lại có những đêm thiếp đi trong cơn mê, mẹ như thấy các con về, mẹ choàng tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng đến trước bàn thờ gọi tên từng người con yêu quý và thắp 9 nén hương để tưởng nhớ các con. Đây là đất nước của những người mẹ vĩ đại. Chắc chắn không có người phụ nữ nào trên đời này sinh con ra mà muốn nhìn những đứa con mình phải chết. Cũng chẳng có đứa trẻ nào sinh ra để làm anh hùng. Nhưng ở Việt Nam, đất nước bị vùi dập bao nhiêu năm vì chiến tranh đã sinh ra những người mẹ như vậy. Những người mẹ, những người phụ nữ ấy vĩ đại biết bao, nhưng cũng đau đớn biết bao, đáng thương biết chừng nào. Chiến tranh được gieo rắc từ những kẻ xâm lược đã đặt lên vai những người phụ nữ mang danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, tuy lớn lao nhưng cũng vô cùng đau đớn ấy. Mẹ Phạm Thị Ngự sinh ra tại Bình Thuận, có 8 người con ruột và một con rể là liệt sĩ. Cả hai vợ chồng mẹ Ngự đều hăng hái tham gia các đoàn thể cứu quốc. Mẹ còn chuyên vận động bà con nhân dân quyên góp tiền bạc, thuốc men, lương thực thực phẩm ủng hộ kháng chiến. Mẹ Trần Thị Mít sinh ra tại Quảng Trị, có chồng, 7 người con ruột, một người con dâu và một cháu nội là liệt sĩ. Trong hai cuộc kháng chiến, mẹ Mít đã hiến dâng những người con thân yêu nhất trong gia đình. Nước mắt mẹ tưởng chừng đã cạn sau mỗi lần nhận được giấy báo tử của họ. Mẹ Nguyễn Thị Rành cư ngụ tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, có 8 người con trai và 2 cháu là liệt sĩ. Mẹ là cơ sở bí mật của cách mạng, là dân quân của xã. Mẹ đã đào hầm nuôi giấu hàng trăm cán bộ, cất giấu vũ khí và tiếp tế cho du kích. Mẹ Lê Thị Tự sinh ra ở Thuận An, Bình Dương, có 9 trong tổng số 12 người con là liệt sĩ. Mẹ Tự thời trẻ cũng gia nhập lực lượng vũ trang chiến đấu giữa quê hương. Mẹ Tự đã bị bắt giam, tra tấn ở nhà lao Thủ Đức nhằm khai thác thông tin của đồng đội và con trai mẹ. Xong chúng buộc phải thả mẹ và ra lệnh trục xuất mẹ khỏi quê hương khi chẳng khai thác được gì. Mẹ Nghị sinh năm 1921 tại Long Biên. Cả 3 lần mẹ Nghị tiễn con đi, cả 3 lần mẹ không được đón con về. 3 người con trai của mẹ lần lượt nằm lại chiến trường, vĩnh viễn để lại cho mẹ nỗi đau cắt lòng. Mẹ Văn Thị Thừa sinh ra tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm 1967, mẹ Thừa cùng lúc phải gánh chịu 3 cái tang. Chồng và 2 con trai đã ngã xuống trong trận chiến ác liệt. Chỉ 1 năm sau, đến lượt 2 con trai còn lại cũng hy sinh. Cuối đời, mẹ chỉ còn một cháu gái phụng dưỡng. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Soi sinh ra tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Mẹ có 2 con trai là liệt sĩ. Tiếp nối tinh thần yêu nước của các anh, 2 người con gái của mẹ cũng tình nguyện đi thanh niên xung phong. Đến nay, mẹ Lê Thị Soi vẫn chưa tìm được hài cốt của 2 anh.